Dạo gần đây á, thì mình recommend cho các bạn rất là nhiều cái sản phẩm laptop văn phòng trong cái phân khúc giá rẻ là từ 10 đến 20 triệu đồng. Thì ngày hôm nay sẽ làm cái phân khúc cao hơn một chút, đó chính là khoảng 30 triệu đồng. Đó chính là con Dell Inspiron 14 này. Mặc dù cái phân khúc giá của nó hơi cao là khoảng 30 triệu đồng, nhưng mà mọi thứ trên con máy này mình đánh giá là rất là tốt luôn nha. Từ cái phần cấu hình nè, đến cái phần màn hình và cái chất liệu build nữa, mọi thứ được đánh giá rất là ok luôn. Và con máy này sẽ phù hợp với những ai mà đang muốn sở hữu một con laptop văn phòng mà có thể sử dụng bền nè và sử dụng lâu dài. Ok, bắt đầu nha. Ok, đầu tiên mình sẽ nói về cái phần màn hình trước luôn. Bởi vì cái phần màn hình á, là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng khi mà chúng ta quyết định mua một chiếc laptop. Và trong tầm giá 30 triệu á, cũng là một cái tầm giá khá là cao. Thế nên phần màn hình là một cái phần mà chúng ta rất là nên chú trọng. Và cái điểm đặc biệt trên chiếc màn hình này á, đó chính là chúng ta được trang bị một chiếc màn hình với tần số quét lên tới tận là 120Hz. Mình thấy là đó giờ Dell rất là chú trọng về cái phần màn hình. Khi mà những con máy từ cái tầm giá thấp nè đến tầm giá cao một chút á, thì đều được trang bị một cái tần số quét rất là cao. Và đây cũng là cái điểm cộng nha. Ngoài ra thì con màn hình này còn được trang bị rất là nhiều công nghệ như là chống chói anti-glare nè, độ sáng thì lên tới tận là 300 nits. Cùng với đó còn có thêm công nghệ là Comfort View Plus. Và bởi vì cái màn hình này là một cái màn hình nhám, thế nên là với độ sáng 300 nits là một cái độ sáng vừa đủ để chúng ta có thể xem được nội dung ở mọi môi trường ánh sáng, từ ở ngoài trời nè hay là trong văn phòng. Và như mình đã thử nghiệm ở trong một cái ngoài trời á, thì mình vẫn cảm thấy nha là cái màn hình này vẫn đủ sáng để hiển thị nội dung cho mình nè. Và ngay cả khi mình sử dụng trong một cái studio mà rất là nhiều đèn như thế này á, thì nó cũng sẽ không bị lóa quá nhiều. Không chỉ vậy thì chiếc màn hình này còn đạt cái tiêu chuẩn là TUV, là nó sẽ hạn chế ánh sáng xanh đến mức tối thiểu nè. Nên là có thể làm việc về đêm nè, hay là cày phim ngày đêm suốt sáng á, thì cũng không lo bị mỏi mắt. Và cũng có một cái điểm mà rất là quan trọng đối với một con laptop văn phòng á, đó chính là về cái phần thiết kế. Và thiết kế của con máy này nha, theo mình cảm thấy là rất là nhỏ gọn luôn. Và cái kích thước á, trọng lượng của con máy này chỉ rơi vào đó là khoảng 1,53kg thôi. Rất là nhỏ nhắn nên là chúng ta có thể hoàn toàn dễ dàng đem theo di chuyển ra ngoài, bỏ vào ba lô thì không có vấn đề gì khó khăn cả. Và mình cảm thấy nha, là cái phần thiết kế của con máy này theo một cái hướng tối giản, nên là cực kỳ phù hợp với những ai mà thích cái sự clean nè, thích cái phong cách là minimalism. Tổng quan về cái phần thiết kế của con Dell này á, thì mình thấy nó không có quá nhiều điểm khác biệt so với các đời tiền nhiệm trước. Thì chúng ta vẫn có một cái tông màu xám cùng với đó là logo được đặt ở chính giữa máy như thế này. Thì đây là cái phần thiết kế tuy đơn giản nha, nhưng lại là cái điểm cộng á, bởi vì sử dụng lâu dài thì nó cũng sẽ không bị lỗi thời. Tiện thể nói về cái phần thiết kế thì mình sẽ nói luôn về cái phần bàn phím cũng như là cái phần touchpad trên chiếc máy này. Đầu tiên là về cái phần bàn phím ha, thì chúng ta vẫn được trang bị một cái layout khá là quen thuộc như thế này. Và cái cảm giác bấm của mình á, thì mình sẽ cảm thấy là nó khá là cứng một chút, nhưng mà có thể là do mình chưa quen thôi, thì bấm lâu mình sẽ cảm thấy nó khá là mỏi. Và bù lại á, thì mình thấy là con máy này có một chiếc touchpad khá là to được đặt ở chính giữa máy nè. Cảm giác của mình khi mà di vuốt tracking á, thì rất là nhạy, nên là khi mà mình làm việc á, cũng rất là ít khi mà dùng đến chuột. Ngoài ra thì con máy này cũng được trang bị về cái phần bảo mật cũng rất là kỹ càng nè. Chúng ta có một cái phần công tắc khóa camera vật lý nè, cùng với đó là bảo mật bằng vân tay và mở khóa bằng khuôn mặt nữa nha. Và cuối cùng á, thì mình sẽ nói về cái phần cấu hình trên chiếc Dell Inspiron 14 này. Và đây cũng là cái điểm ăn tiền trên con máy này. Cụ thể thì chiếc Dell Inspiron 14 này á, được trang bị con chip là CPU Core i7-1360B, RAM là 16GB và ổ cứng lên tới tận là 1TB. Với một chiếc máy mà sở hữu một cái cấu hình như thế này á, thì mình cảm thấy là rất là phù hợp với những bạn là nhân viên văn phòng nè, hay là học sinh sinh viên, những bạn mà sử dụng Photoshop, những cái công việc văn phòng á, những cái tác vụ như là Microsoft Office, Sales, Word v.v. hay là đòi hỏi một cái cấu hình cao hơn một chút á, để sử dụng những cái tác vụ như là chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế nhẹ nhàng v.v. thì con máy này là một cái sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Như là cái trải nghiệm thực tế của mình luôn ha, là mình là một người sử dụng máy laptop á, gọi là rất là hành luôn á, bởi vì mình thực sự là mình bật rất là nhiều tab nè, và song song với đó thì mình cũng chạy thêm nhiều cái ứng dụng khác như là Line vân vân nữa. Thế nhưng con máy này á, khi mà mình trải nghiệm và sử dụng thì nó chưa gặp tình trạng là bị giật lag hay là bị tràn RAM hay là gì cả. Và nếu mà các bạn muốn sử dụng con máy này để chơi game giải trí vân vân nhẹ nhàng như là LOL vân vân thôi á, thì mình vẫn cảm thấy là con máy này sử dụng được rất là tốt nha. Nhưng mà nó sẽ không thực sự tối ưu, bởi vì khi mà chơi game á, thì cái phần nhiệt độ cũng là cái điều mà
nó sẽ khá là ảnh hưởng đến cái phần chơi game của chúng ta. Và con máy này là một con laptop văn phòng thôi, thế nên là về cái phần tản nhiệt á, nó sẽ chưa tối ưu được tốt cho cái vấn đề là chơi game. Và mình cũng đã test qua thử cái phần mềm là Cinebench R23, thì cái kết quả của em nó đạt được á, với điểm số đơn nhân sẽ là 1799 và điểm số đa nhân sẽ là 10479. Ngoài ra thì con máy này còn trang bị một cái viên pin là 65Wh. Thì như mình đã nói ở trên á, thì con chip dòng B là một con chip vừa tiết kiệm điện nè, vừa đem lại chúng ta cái hiệu suất cao hơn một chút so với con chip dòng U. Thế nên là khi mà mình làm trải nghiệm trên chiếc máy này thì mình có thể sử dụng được đâu đó là khoảng 7-8 tiếng với những cái tác vụ văn phòng bình thường thôi nha, chứ không có chơi game hay là gì hết. Thế nên là đây là cái mức thời gian sử dụng á, mình cảm thấy là ổn định nè, để chúng ta có thể đem theo di chuyển ra ngoài mà không cần phải đem theo sạc cồng kềnh. Và chắc hẳn là mọi người cũng khá là quan tâm đến cái phần loa của máy đúng không? Và theo như mình đánh giá nha, là loa con máy này rất là to và rất là rõ ràng luôn, và cái âm bass á cũng nghe rất là sống động. Và như mình test á, thì mình sử dụng cho một cái văn phòng bình thường nè, thì mình để đâu đó là khoảng 60-70 á, là mình cảm thấy là nó khá là to rồi. Để mình cho các bạn nghe thử luôn nha. Còn về cái phần cổng kết nối á, thì con máy này cũng được trang bị rất là đầy đủ nè. Chúng ta có một cổng Thunderbolt 4, một jack tai nghe 3.5, hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI và chúng ta còn có thêm một cái khe đọc thẻ nhớ SD nữa. Tổng kết lại về con Dell Inspiron 14 này thì mình cảm thấy đây là một chiếc laptop văn phòng trong cái tầm giá là 30 triệu mà mình cảm thấy là hoàn toàn xứng đáng với giá tiền. Từ cái phần cấu hình, chúng ta được trang bị con chip tận là Core i7-1360B và cái phần màn hình tần số quét là 120Hz thì cũng rất là thoải mái để chúng ta sử dụng nè, để chúng ta cuộn chuột hay là pop up một cái tab nào đó thì cũng sẽ rất là mượt mà luôn. Và cái phần thiết kế thường được build rất là chắc chắn, không có vấn đề gì cả. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình trên chiếc Dell Inspiron 14 này. Nếu mà còn thắc mắc gì nữa, các bạn có thể comment ở phía bên dưới để mình có thể giải đáp ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.